Hết Phi Nhung, Cẩm Diệu lại ghen xanh mặt khi thấy Mạnh Quỳnh làm điều này với chị gái Phi Nhung. Như vậy là thời gian gần đây, thông tin nữ nhạc công Ukraine khá giống với nữ ca sĩ Phi Nhung được đông đảo khán giả bàn tán khá xôn xao. Trước thông tin này, người thân cũng như bạn bè của cố ca sĩ Phi Nhung vô cùng bất ngờ. Mọi người ai nấy đều sững sờ bởi nữ nhạc công có khá nhiều nét giống với cố ca sĩ Phi Nhung. Sau khi biết được thông tin này, Mạnh Quỳnh đã phải thốt lên một điều rằng tại sao lại giống nhau đến quá vậy được biết sau khi có một người khá giống với cố ca sĩ phi nhung trong tâm trí mạnh quỳnh bất ngờ có một ý định được biết sắp tới mạnh quỳnh sẽ tổ chức một live show ca nhạc với sự xuất hiện của nữ ca sĩ phi nhung lần này là bằng da bằng thịt chứ không như những lần trước phi nhung chỉ xuất hiện với sự dàn dần của ekip mạnh quỳnh hy vọng rằng với lần xuất hiện này của nữ ca sĩ phi nhung sẽ làm thỏa mãn các khán giả và fan hâm mộ như chúng ta đã biết, thì lần trước tại trung tâm Thúy Nga Paris by Night, bà Merito đã tái hiện lại hình ảnh của nữ ca sĩ Phi Nhung. Tuy nhiên đó chỉ là hình bóng của Phi Nhung. Với ý tưởng độc đáo này của Mạnh Quỳnh, khán thính giả và fan hâm mộ sẽ có một buổi live show thật thú vị. Trước hành động này của Mạnh Quỳnh đã khiến Cẩm Diệu vô cùng bất ngờ. Có thể thấy rằng, đã hơn 6 tháng trôi qua, Mạnh Quỳnh đã phải đứng sân khấu một mình khiến anh cảm thấy vô cùng trống trải. Nếu dự án âm nhạc này của Mạnh Quỳnh thành công, thì từ nay trên sân khấu Mạnh Quỳnh sẽ không bao giờ phải cô đơn lẻ bóng nữa. Với sự xuất hiện của nữ nhạc công Ukraine khá giống với Phi Nhung, hy vọng rằng những live show sắp tới, fan hâm mộ của cố ca sĩ Phi Nhung phần nào nguôi ngoai đỡ nhớ đi thần tượng của mình.